Và như vậy tiếng còi của trọng tài đã chính thức cất lên, hiệp 1 chính thức bắt đầu. Đến với trận chung kết này thì cả City 4 lẫn tình huống dứt điểm vừa rồi là của bán kết. Cầu thủ trong trận đấu trước cũng góp công trong chiến thắng của City 4. Từ đầu trận đến bây giờ thì ít nhất là tới 3 cú sút phạt họ vẫn vậy. Họ chơi một thứ bóng đá thực dụng nhưng hiệu quả mà nó mang lại là rất lớn. Tình huống pha bóng khá là bập và sẽ có phạt góc. Với việc thi đấu dưới nền nhiệt, các cầu thủ bên phía Esipat là những người chịu thiệt thòi hơn. Đánh đầu quá đáng tiếc. Tình huống băng cắt vừa rồi là của Ban Kết. Bóng tìm đến đúng xa ngang không thành của đội bóng áo vàng xanh. Pha băng cắt rất hay nhưng trước số vẫn đang là không đều. Lên bóng cho đội bóng áo xanh. Tiếp tục là dứt điểm từ xa. Và lần này Tử Thành bên phía các cầu thủ Esipat vẫn chơi tập trung. Văn Tĩnh không phải là một người chơi chân tốt. Nhưng phản xạ của anh chắc chắn là sẽ khiến cho phần nào đó đội bóng áo xanh mang tên City 4 phải là nòng. Nhưng cũng phải nói về những chất lượng đang cho chúng ta thấy được một thế trận chặt chẽ và sự toàn tính của cả hai bên. Qua người rất hay. Đây sẽ là cơ hội. Thật sự là Chí Trung đang chứng tỏ vị trí mũi nhọn của mình quan trọng ra sao. Việc qua đến hai bóng áo băng để thực hiện tình huống đá phạt cố định này cho đội bóng của mình. Hoàn toàn Đức Hải cũng có thể thực hiện. Chí Trung, một tình huống dứt điểm thẳng. Và dẫu cho bóng qua được hàng rào. Toàn với trận bán kết trước. Bóng còn. Vẫn còn. Nhưng ở điểm chạm tiếp theo thì không kịp. Đây sẽ là cơ hội. Với việc mà các cầu thủ cứ bỏ lỡ cơ hội như vậy thì không biết khi nào bàn thắng. City 4 là những người chơi nhỉnh hơn bởi chất lượng đội hình của họ có phần tốt hơn so với Esipat. Nhưng khi mà các đồng đội mà vẫn chưa được tích gần. Nhưng bây giờ bàn thắng đã lên tiếng. Đẳng cấp của một phòng thủ đã lên tiếng rất đúng lúc trong tình huống bóng vừa rồi. 1-0 cho các cầu thủ bên phía City 4. Lê Trình, cầu thủ áo số 11, là người lên tiếng rất đúng lúc. 1-0 cho đội bóng áo xanh. Đứt mọi tình huống bóng nguy hiểm dành tới mảnh lưới của thủ thành này. Đánh đầu. Thế mạnh đã ôm chắc. Và theo thông tin thì của chúng tôi đã chi ít là những cố gắng của cầu thủ áo số 10 này cũng kiếm về cho đội bóng của anh một tình huống đá phạt góc. Đánh đầu. Vẫn còn. Sẽ có penalty chẳng? Một tình huống penalty. Một tình huống penalty. Thời gian còn lại là không còn nhiều. Và đây sẽ liệu là dấu chấm hết hay không dành cho các cầu thủ bên phía Esipat. Chí Trung đối mặt với Tử Thành bên phía Esipat.
chiến châu 2-0 và gần như là dấu chấm mắt dành cho những nỗ lực của FC Bắc. Chúng tôi nói đùa, chúng tôi nói đùa rằng đây là cú đóng nắp quan tài thật sự đối với những cố gắng, những nỗ lực mệt mỏi, họ miệt mài tìm kiếm những cơ hội. Và như vậy xin chúc mừng City 4 là nhà vô địch của giải bóng đá Future 4 lần thứ 3 năm 2022. Xin chúc mừng đội bóng áo xanh, nhưng cũng phải đáng khích lệ và đáng khen cho những tinh thần thi đấu và sự cố gắng của Simpat. Và đến đây buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi trong trận chung kết xin được khép lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo trên sóng của VSTV.